Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin nhận định thị trường chứng khoán sáng ngày mùng 9 tháng 5 năm 2024 cùng với GSP. Và ngày hôm nay thì GSP sẽ cùng với các bạn phân tích top 10 cổ phiếu tăng mạnh khối ngoại đang gom hàng những cổ phiếu này trong. Thì các bạn trước khi bắt đầu thì các bạn hãy cho GSP một cái lượt tương tác, một lượt like, một lượt comment và một cái trái tim màu tím để các bạn có thể thấy được những cái nỗ lực của GITP đồng hành cùng với các bạn trong những thời điểm thị trường đang rất là khó khăn, khi các bạn đang có những xu hướng, cho dù là những xu hướng tăng nhưng các bạn chưa biết lựa chọn những cái cổ phiếu nào. Các bạn xem video của GITP, các bạn sẽ thấy nhận thấy được là những cái cổ phiếu nào chúng ta nên mua, những cổ phiếu nào gặp những cái vùng kháng cự để chúng ta biết được cái thời điểm chúng ta bán ra cổ phiếu. Và thậm chí rằng nếu các bạn có thể chưa hiểu được qua video này, các bạn hãy liên hệ với GITP qua số điện thoại 0708 245 247 để GITP đồng hành và chia sẻ cùng với các bạn một cách miễn phí trong cái tháng năm này. Và GITP hiện tại cũng đang là một team leader tại câu lạc bộ ITP tại công ty chứng khoán SSI. Và hiện tại thì GITP đang có gửi cái đường link để các bạn có thể tham gia vào trong cái room cộng đồng để có GITP và các bạn khác cùng tham gia các bạn nhé. Và một lần nữa thì GITP sẽ chia sẻ với các bạn về các cái cổ phiếu, và trước khi bắt đầu về cổ phiếu chúng ta nói qua về thị trường trong ngày hôm nay như thế nào các bạn nhé, diễn biến của thị trường. Các bạn có thể thấy được tối qua thì Dow Jones cũng chỉ là tăng nhẹ quanh gần 32 điểm, lên đến 38.884 điểm, đúng không ạ? Và các bạn cũng có thể thấy vào những thời điểm này thì chúng ta nhìn lại ở phía châu Mỹ thì thường hợp quốc tế thì các bạn có thể thấy đồng đô la index đã có những cái dấu hiệu quay trở lại tăng lên một chút xíu, lên từ 104.94 lên đến 105.265. tuy nhiên vấn đề tỷ giá thì các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này thì ngân hàng nhà nước vẫn đang có những cái động thái, đó là gì, chúng ta sẽ điều hành cái tỷ giá theo cách của chúng ta, trong cái khả năng của chúng ta. Và vào những thời điểm này thì khá nhiều nhà đầu tư cũng đang tập trung vào mua vàng. Tuy nhiên vàng đã ở một cái mức rất là cao. Thì các bạn có thể thấy vào những thời điểm này thì nếu GITP thường thường chia sẻ với các bạn một cái điều gì, đó là khi mà ở cái thị trường Việt Nam ấy thì những cái gì mà càng khó mua mọi người hãy tập trung đổ mua. Nhưng mà có một vấn đề, đó là chúng ta mua mà chúng ta không sử dụng phân tích kỹ thuật hay là chúng ta chỉ mua bằng tai thì rất là khó để kiếm tiền trong cái thời điểm này các bạn. Và vào những thời điểm này thì GITP sẽ chia sẻ với các bạn về VN-Index một chút xíu, đúng không ạ? Về thị trường VN-Index thì các bạn có thể thấy được là khi chúng ta trong phiên ngày hôm nay cũng là một cái phiên khá rất là quan trọng. Thì khi mà nếu mà VN-Index nó có một cái nỗ lực, động lực đến từ VN30 thì các bạn có thể thấy được là VN-Index thì cũng sẽ cần phải có một cái động lực để vượt qua cái vùng 1258, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy 1257 chính là những cái vùng mà VN-Index cần phải vượt qua trong cái thời gian sắp tới. Thì các bạn sẽ thấy được một cái vùng đỉnh quanh của VN-Index trong thời gian sắp tới, đó là các bạn có thể thấy là VN-Index rất là khó và để mà vượt qua được một cái chặng đường đi lên 1281 để tăng mạnh hợp bích phi tiên. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy được là vào những thời điểm này thì GITP vẫn chia sẻ các bạn đây còn 7 phiên nữa, đúng không, 7 phiên nữa thì chúng ta sẽ có cái cơ hội phá đỉnh ở cái vùng là 1294. Thì các bạn cũng bình tĩnh để chúng ta chờ đợi những cái cơ hội như vậy. Và động lực của chúng ta trong những phiên vừa rồi đó chính là đến từ nhóm VN30. Hôm nay là phiên thứ 7 các bạn nhé, đã 2 phiên qua trôi qua rồi, đúng không ạ? Và động lực của VN30 thì chính là vượt qua được cái vùng đỉnh, đó là gì nha, 1287 các bạn. Thì khi vượt qua được 1287, 1288 thì đó là những cái động lực hỗ trợ cho VN-Index tiếp tục tăng lên các bạn nhé. Và nó sẽ quay trở lại, VN30 sẽ quay trở lại phá những vùng đỉnh 1307, 1308. Đấy, thì các bạn hãy chú ý rằng vào những thời điểm này các bạn rất là khó mua, chúng ta chỉ chờ những cái tín hiệu cơ hội phá đỉnh thôi.
Còn về mặt xu hướng thì các bạn có thể thấy được là nó đang là một cái xu hướng tăng, tuy nhiên là cái xu hướng tăng là khá đều ở thời điểm này, nhưng mà chưa tạo ra một cái sự hợp bích và tăng mạnh ở những vùng VN 30 30 thì đang có những cái vùng hai cái vùng giao găm khá là chưa đảo chiều với nhau, và các bạn có thể thấy nó chưa tăng mạnh được ngay, cho nên nó cần phải có những cái giai đoạn gọi là thậm chí là tích lũy điều chỉnh về quanh những cái vùng 1262 chẳng hạn đấy, thì trong những ngày sắp tới nó sẽ tạo ra một cái sự xu hướng gần gần hơn với giao găm, và khi giao găm và kiếm gần nhau thì các bạn nó mới có xu hướng tăng mạnh hơn các bạn nhé. Nó sẽ là giao găm cùng hướng lên, kiếm cùng hướng lên mà gần nhau hơn thì các bạn sẽ thấy cái xu hướng tăng nó mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên thì GITV vẫn chia sẻ với các bạn những cái cơ hội của những cái nhóm cổ phiếu VN30 đang tăng mạnh trong cái thời gian vừa qua, thì chúng ta sẽ cùng nhau xem lại những cái diễn biến của những cái nhóm cổ phiếu VN30, và thậm chí là khi mà các bạn nhìn thấy được VN30 thì các bạn sẽ nhìn thấy được một cái điều, đó là gì? Thị trường nhóm cổ phiếu VN30 chính là những động lực, và các bạn sẽ biết rằng có những nhóm cổ phiếu nào chúng ta mua được, có những cổ phiếu nào chúng ta không mua được, và những ai đang nắm giữ thì có thể chờ để chốt lời. Thì các bạn đừng quên cho dự án ITV một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh, và các bạn nào đã comment thì các bạn hãy cho dựa một cái comment đã like các bạn nhé, đã like thì cho dựa một comment đã like. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn một cái ngày đầu sáng mùng 1 có những cái niềm vui và những gặp sự may mắn trong cả một cái tháng, và tháng 5 có lẽ là tháng nằm ăn chứng khoán các bạn. Chắc hẳn rằng các bạn sẽ nhìn thấy được tại sao dự án ITP lại chia sẻ với các bạn về mặt khối ngoại đang gom tiền. Vậy thì những cái bảng mà các cái dòng tiền của khối ngoại thì chúng ta sẽ xem ở đâu? Thì các bạn có thể thấy là các cái cổ phiếu ở đây, và chúng ta sẽ xem là khối ngoại đang tích cực mua những cái cổ phiếu nào. Chúng ta sẽ nhìn thấy được cổ phiếu Hòa Phát ngày hôm qua thì đã mua là 219 tỷ, thì chúng ta đến với cổ phiếu Hòa Phát. Các bạn có thể thấy là cổ phiếu Hòa Phát thì đang vào những cái thời điểm mà rất nhiều người không tin tưởng rằng cổ phiếu Hòa Phát đã quay trở lại đạt xu hướng tăng lên. Và với dự án ITP thì cũng đã chia sẻ với các bạn khi mà cổ phiếu Hòa Phát về đến những cái vùng phía dưới này 27x thì các bạn có thể thấy đây là những vùng mà chúng ta mua gom, chúng ta chỉ có mua thêm thôi, chúng ta không phải bán gì, bởi vì mình tin rằng cổ phiếu Hòa Phát sẽ quay trở lại cái vùng 29.3, và ngày hôm qua thì đã bắt đầu vượt qua được một cái mạnh mẽ hơn so với VN-Index, đó là dẫn đầu khi vượt qua được cái vùng giá 30. Thì các bạn có thể thấy là khi vượt qua vùng giá 30 thì hiện tại thì đang tạo ra một cái sự hợp bích khá mạnh vào những thời điểm này để tạo ra một cái xu hướng tăng cho cổ phiếu HPG. Đấy là những cái thời điểm mà chúng ta đã tối ưu hóa hạ giá vốn ở vùng 30.8 rồi, cho nên bây giờ quay trở lại 50 lấy 50% trở lại, chúng ta mua gom phía dưới này để tiếp tục một cái nhịp đi lên các bạn nhé. Cho nên các bạn đang cầm cổ phiếu Hòa Phát thì các bạn hãy tự tin nắm giữ đi, thậm chí rằng các bạn chuẩn bị phải đua cổ phiếu Hòa Phát đấy. Và khi mà các bạn nhìn thấy được những cái xu hướng tăng của thị trường nó lại càng tiếp tục đến từ động lực từ nhóm cổ phiếu VN10, trong đó có Hòa Phát sẽ là những cái nhân tố mà đang quay trở lại, nó vượt 31.5 các bạn nhé, thì các bạn hãy tham gia mua ngay, vì đó là tín hiệu breakout trong khung tuần 31.5, đó là cái cơ hội của các bạn 31.5, 31.6 đi, là các bạn thấy cái dòng tiền vào rất là mạnh, thì lúc đó các bạn sẽ gia tăng thêm một lần nữa cổ phiếu HPG, và chúng ta ngồi nhìn thành quả và đón chờ mua hái quả các bạn nhé. Một cái cổ phiếu khác khi các bạn tham gia cùng với dự án ITP thì các bạn sẽ thấy được là có những cái cổ phiếu khác mà khối ngoại đang góp, thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu MWG đúng không ạ? Cổ phiếu MWG thì trong thời gian vừa qua thì khối ngoại liên tục góp vào các bạn. Các bạn có thể thấy được là với những mức thống kê thì khối ngoại liên tục góp vào trong 8 phiên vừa qua. Các bạn có thể thấy có những phiên gom lên tận hơn 500 tỷ đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy là trong hơn 1.000 tỷ 500 này. Đấy, hôm qua là 123 207, tức là ở đâu đó khoảng 1.300 tỷ các bạn. Đấy, 1.300 tỷ thì các bạn có thể thấy khối ngoại liên tục gom gom ròng đúng không ạ? Đấy, thì các bạn nhìn vào những cái thống kê này thì các bạn có thể thấy cái cổ phiếu như MWG thì khi mà nó vượt qua cái vùng kháng cự, cái vùng 56.85, đó là những cái vùng kháng cự, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đang có tạo ra một cái sự hợp bích và liên tục mua vào với phá đỉnh.
thì các bạn sẽ thấy được là cái xu hướng sắp tới thì cổ phiếu những ai đang có cổ phiếu MWG thì các bạn nên chờ đợi những cái cơ hội để tiếp tục nắm giữ và chờ đợi những cái cơ hội chốt lời ở quanh cái khu vực là 62. Đấy, nó sẽ có gặp những cái áp lực quanh 62, 63 các bạn nhé. Còn những bạn nào muốn mua thì phải chờ nó đóng nến và test lại ở vùng 68.5, còn nó có giữ được ở trong tuần này không, 56.85 các bạn nhé. Thì nơi đây thì GITB cũng đã chốt lời ở cái vùng 56.8557 rồi, bởi vì trước đó thì GITB có tham gia ở vùng 46.5, thì từ vùng này lên vùng này các bạn đây, cho nên là khi tham gia cổ phiếu MWG thì các bạn có thể thấy là GITB đã chia sẻ với các bạn cơ hội lên đến 24%, và chúng ta phải biết tối ưu hóa lợi nhuận chốt lời để chuẩn bị cho những cái pha rung lắc hay là breakout sắp tới để chúng ta kiếm tiền các bạn nhé. Đấy, còn những ai mà đang muốn mua thì nhớ chú ý nhé, chờ kết tuần ở cái vùng 56.85. Đấy, còn những ai chờ chốt lời thì lên đến 62, 63 các bạn nhớ chốt lời các bạn nhé. Đấy, trong ngắn hạn các bạn nên đi đánh từng đoạn một để cho nó an toàn. Một cái cổ phiếu khác mà các bạn phải cảm thấy khá là quan tâm đó là chính là Vietjet. Vietjet đây là cổ phiếu thứ ba thì ITV giới thiệu với các bạn. Cổ phiếu Vietjet thì đang tạo ra một cái tín hiệu hợp bích rất là mạnh, thì câu lạc bộ ITP cũng đã có những cái tín hiệu cổ phiếu Vietjet, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái tín hiệu của Vietjet. Thì chúng ta đã có những cái tín hiệu Vietjet mua từ ngày 16 tháng 4 đúng không ạ? Đấy, thì với một cái vùng giá mua là 106 thì cổ phiếu Vietjet đang được ngày hôm qua thì đã được chốt lãi ngày 7 tháng 5, thì sau chưa đầy khoảng 20 ngày thì Vietjet đã được chốt lời 1/2 ở 116.7, lãi 10.1%. Nếu các bạn muốn tham gia những cái room tín hiệu VIP như vậy thì hãy trở thành khách hàng của GITB tại công ty chứng khoán SRI, hoặc là liên hệ với GITB qua số điện thoại 0708 245 247 để chúng ta có cơ hội đồng hành cùng với nhau các bạn nhé. Để mở tài khoản hay chuyển ID thì các trợ lý của GITB sẽ hỗ trợ cho các bạn. Các bạn có thể thấy được là những ai đang nắm giữ thì chúng ta sẽ thấy được một cái vùng kháng cự của cổ phiếu Vietjet, đó là VGC, tăng mạnh trong thời gian qua thì các bạn sẽ cắn ở quanh cái vùng 120 đến 121. Đây là cái vùng mà các bạn nên chốt lời để tối ưu hóa lợi nhuận, bởi vì khi các bạn tham gia những cái vùng giao găm cũng giống như chiến lược mà GITB đã chia sẻ với các bạn, đó là gì? Từ vùng này đến vùng này thì khi các bạn đã tham gia được 14.8% thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải biết tối ưu hóa lợi nhuận các bạn nhé. Và vào những thời điểm này khi mà các bạn lên thì đây là một cái chiến lược mà GITB đã sử dụng ở cái cổ phiếu MWG hoặc giống như Vietjet. Đấy là những cái tín hiệu mà có thể mang lại giữa hai cái khoảng cách giữa hai dòng găm này, chúng ta có thể kinh doanh được các bạn để mang lại lợi nhuận trong cái thời gian vừa qua đúng không ạ? Buổi sáng Sài Gòn là khá là nóng nực các bạn, thì không biết rằng các bạn ở mọi miền trên Tổ quốc thì đang như thế nào, còn nóng nực hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại những cái cơ hội của chúng ta trong cái thời gian sắp tới dành cho những nhà đầu tư nắm giữ như cổ phiếu Vietjet. Thì các bạn tiếp tục nắm giữ và chờ chốt lời trong ngắn hạn, thì ngày hôm qua cổ phiếu Vietjet cũng đã có một cái phá tăng tốc và hỗ trợ VN Index rất nhiều trong những cái 10 điểm, thì riêng Vietjet cũng đã có những cái đã tăng điểm và đóng góp là 4.59% trong cái phiên vừa rồi các bạn nhé. Thì một cái cổ phiếu khác quay trở lại đó là cổ phiếu HVN, cổ phiếu hàng không đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu HVN thì sau khi mà các bạn thấy những cái điều khó khăn nhất đã xảy ra thì với hàng không sau cái Covid thì các bạn có thể thấy vào đấy là một cái quá trình hình thành quay trở lại của các cái cổ phiếu hàng không. Thì các bạn có thể thấy vào những thời điểm này thì các cái cổ phiếu hàng không giống như chiến lược quay trở lại, những cái cổ phiếu mà đang đi phục hồi quay trở lại với thị trường đó là gì? Cổ phiếu hàng không vẫn quay trở lại những cái vùng 19.6-20 đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng là những ai đang nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ thôi, còn những điểm mua mới thì các bạn sẽ phải chờ và test lại vùng 17.8 các bạn. Đấy, chứ còn lại vào những thời điểm này thì các bạn chưa mua được ngay đâu, và thậm chí rằng là những cổ phiếu hàng không nếu các bạn quay trở lại thì các bạn sẽ thấy được những cái áp lực nó lên đến tận vùng 27, nơi mà cái vùng đỉnh cũ của trong vòng mà không một thời gian khá dài các bạn sẽ quay trở lại những cái điểm mua.
nhưng mà các bạn phải chờ lại test. Còn đây là các bạn có thể thấy dấu hiệu cái dòng tiền khối ngoại bắt đầu tham gia mua vào cái cổ phiếu hàng không. Tuy nhiên thì đó là sự kỳ vọng khi sự phục hồi quay trở lại với sắp đến mùa nghỉ hè thì giao dịch cổ phiếu hàng không nó sẽ có những cái thu nhập thêm khi mà cái du lịch có sự kỳ vọng lớn hơn. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là mình đi máy bay thì các bạn có thể thấy được là cái số lượng người đi máy bay dạo này cũng bắt đầu giảm đi khá nhiều và giá vé thì tăng lên tiếp tục để các bạn thấy đáp ứng được doanh thu những như lợi nhuận và bù trừ cho những khoản lỗ trước đây các bạn nhé. Thì vào những thời điểm này thì hàng không đang có dấu hiệu phục hồi, đấy là hàng không của quốc gia Việt Nam. Cho nên là vào những thời điểm này nếu các bạn nào muốn mua thì không có điểm mua. Đấy, còn các bạn nào nắm giữ thì chờ đến vùng 27 cho trung hạn các bạn chốt lời luôn. Còn nếu bạn nào muốn mua thì các bạn có lẽ rằng là mình xin lỗi rằng là nó sẽ phải chờ về cái vùng 17 đấy thì các bạn mới mua được. Còn vào cái thời điểm này các bạn không mua được cái dòng tiền. Còn các bạn muốn mua đuổi, mua tín hiệu breakout thì nó ở đâu đó phải là có vùng giá 18.18 thì các bạn mới mua được các bạn nhé. Còn vào những thời điểm này thì các bạn sẽ phải chờ thời những thời điểm, thậm chí là phải những bạn nào mua được ở những cái vùng giá phía dưới này thì 13 thì lên đây họ cũng sẽ tranh thủ chốt lời ở cái vùng giá 22.3 các bạn nhé. Vừa rồi là bốn cổ phiếu của nhóm VN30 đúng không các bạn? Thì liệu bây giờ chúng ta có những cái cổ phiếu nào khá tích cực đến từ cái cổ phiếu nào, cổ phiếu đang được khối ngoại gom mà khá là ngon lành thì có cái cổ phiếu Vinamilk. Tuy nhiên đây là một cái cổ phiếu để dành cho các bạn nắm giữ cổ phiếu Vinamilk thôi. Thì các bạn có thể thấy được là Vinamilk thì cũng đã có những cái đà phục hồi quay trở lại, nhưng mình tin rằng cổ phiếu Vinamilk thì các bạn sẽ nó đang cho các bạn và nó sẽ quay trở lại cái vùng 70.85 71 nơi mà các bạn sẽ phải chốt lời những nhà đầu tư ngắn hạn sau khi mà nó không phá cái vùng đáy từ cái vùng 62 63 này đi lên thì ở đấy là các bạn có một cái cơ hội chốt lời hơn 10% thì các bạn nên dành cho cơ hội chốt lời vì đấy là dành cho những nhà đầu tư mà nắm giữ phải rất là kiên trì bình tĩnh trong mọi cái tình huống của cổ phiếu Vinamilk, thậm chí cứ đi xuống đấy là mua, cứ 62 là mua mà lên đến 70 là bán. Đấy, có những người chuyên giao dịch như vậy các bạn. Cho nên vào những thời điểm này các bạn có thể thấy đây là một cái trendline. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy được một cái trendline từ những cái vùng đáy. Đấy, thì các bạn có thể thấy rằng là đang xu hướng tạo đáy và đi lên. Đấy, tạo đáy và đi lên các bạn nhé. Cứ đi lên đây, đi xuống, đi lên nên thấy tạo hình một cái nếp xong rồi break ra các bạn nhé. Cho nên vào những thời điểm này thì các bạn cứ gom những có những nhà đầu tư chuyên làm mua cổ phiếu Vinamilk, chỉ sống bằng cổ phiếu Vinamilk đâu. Cứ vùng 62, 63 này là mua và lên đến 71, 72 là bán. Đấy, đó là liên tục là như vậy các bạn nhé. Đó là một trong những tiết lộ của GITP ngày hôm nay cho cổ phiếu Vinamilk cho những người giao dịch các bạn. Và trong ngày hôm qua thì các bạn có thể thấy được là một trong những cổ phiếu mà tăng khá mạnh đó chính là cổ phiếu PLX. Chúng ta cũng sẽ đi sang cái cổ phiếu thứ sáu các bạn. PLX, đấy. Cổ phiếu này của tập đoàn của Petrolimex các bạn. Các bạn bây giờ có đổi hay đổi sang của Petrolimex không ạ? Đấy, thì đây là một cái cổ phiếu mà mình tin rằng là nó sẽ có những đà phục hồi quay trở lại cái vùng 42.34. Đấy, và những thời điểm này thì các bạn sẽ có tìm những điểm mua nhưng mà rất là khó. Thì nếu có những cái sự rung lắc về nhưng để các bạn có nhịp tiếp cận nhá thì cứ về vùng 37.22 hoặc là 36.7 cho đến 37.22 đó là nơi mà các bạn điều chỉnh phát thì các bạn tham gia mua. Còn vào những thời điểm này thì nó đã đi lên thì chờ cho những nhà đầu tư nắm giữ và nó sẽ lên đến vùng 42.4 để các bạn chốt lời. Vừa rồi thì hết 6 cổ phiếu rồi thì chúng ta sẽ đến với gần như là các cái cổ phiếu đang là những cái cổ phiếu của nhóm VN30 Leader thì chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cổ phiếu Vĩnh Hoàn VHC có cái xu hướng của xuất khẩu không trong thời gian vừa qua. Các bạn có thể thấy cổ phiếu Vĩnh Hoàn thì trong thời gian vừa qua thì đang tạo ra một cái xu hướng khá tích cực và cổ phiếu Vĩnh Hoàn thì đang có những cái vùng hỗ trợ quanh 73, 74.4 và cổ phiếu Vĩnh Hoàn sẽ có xu hướng quay trở lại những cái vùng đỉnh của nó khi các bạn thấy được những cái xu hướng sắp tới sẽ là những cái xu hướng được ủng hộ bởi những cái tỷ giá với giá đô cao thì các bạn có thể thấy cổ phiếu Vĩnh Hoàn sẽ quay trở lại break cái vùng 80 hoặc quay trở lại những cái vùng đỉnh là 93 trong cái thời gian sắp tới. Cho nên các bạn cũng không phải quá lo lắng về cổ phiếu Vĩnh Hoàn. Nếu các bạn nào tham gia mua thì có thể là
mua thêm những cái vùng ở cái vùng giá 73 cho đến 74,5. Nếu có những vùng giá này, đây là những cái cơ hội rất tốt để các bạn tham gia tăng thêm cái tỷ trọng các bạn nhé. Đừng bỏ qua cái cơ hội này, và cơ hội các bạn sẽ đi lên đến một cái vùng đó là gì, ít nhất thì nó cũng sẽ quay trở lại cái vùng 86 và 90, 93, nó sẽ kéo lại những cái vùng đó cho bạn chốt lời bạn nhé. Như vậy thì GITV sẽ tổng hợp thêm một số cái cổ phiếu mà các bạn đang mong chờ. Thì các bạn có thể thấy chúng ta có cái cổ phiếu GEX này, cổ phiếu KDH, thì hai cái đại diện này thì chúng ta cho thêm để là cổ phiếu thứ bảy rồi. GX của tập đoàn là của anh Tuấn, Tuấn Mượt, của bạn Tuấn Mượt đó. Thì các bạn có thể thấy vào những thời điểm này thì cổ phiếu GX đang cho chúng thấy chúng ta một cái xu hướng, đó là gì, đảo chiều xu hướng giảm và quay trở lại xu hướng tăng. Thì cổ phiếu GX thì mình vẫn chia sẻ các bạn đó là gì, khi chúng ta tham gia thì ở ngay những cái vùng quanh vùng 19 này, các bạn thấy giá trung bình của tất cả nhiều nhà đầu tư trong trung hạn đấy là vùng 18,8, thì mình vẫn đi theo những cái xu hướng đó là gì, mua ở cái vùng này, các bạn cứ mua gom những vùng này và đi lên giữa hai cái giao găm này sẽ tạo ra cho các bạn một cái cơ hội đến 63,4%. Vào những thời điểm này thì các bạn rất là nghi ngờ, nhưng mình tin rằng cổ phiếu GX sẽ quay trở lại những cái vùng sắp tới, trong những phiên sắp tới 7 8 phiên sắp tới sẽ tạo ra vùng breakout và nó sẽ vượt cái vùng giá là 23,4 và 24, nó sẽ đi thẳng lên. Và cái việc của mình thì vẫn phải chờ 30,7, mình không bảo các bạn nhé. Đây, vì đã gom những quanh vùng quanh 18 thì các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này chỉ chờ lên đến vùng 30,7 mới bán thôi. Còn lại những bạn mua trong trung hạn thì phải nắm giữ và đồng hành cùng với giá TV thì các bạn mới có được tiền lợi nhuận lên đến tận 50-60% các bạn nhé. Chúng ta cần một quãng thời gian đi khá dài. Và vừa rồi đây là cổ phiếu thứ 8 mà dưới ITP đã giới thiệu với các bạn. Thì còn có cổ phiếu đó là cổ phiếu KDH, một đại diện cho cổ phiếu của nhóm bất động sản. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là cùng nhóm cổ phiếu bất động sản thì KDH, thì các bạn có thể thấy được là khi mà các bạn không dám tham gia những vùng 32, 30, 31,9 này, 32 này, đây là những vùng đầu tư rất là trung hạn này. Các bạn thấy đây là một cái xu hướng mà cổ phiếu sẽ quay trở lại đây test và quay trở lại những cái vùng 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 38, 39. Thì khi các bạn có những cái cơ hội như vậy thì các bạn nên kinh doanh. Cổ phiếu này sẽ mang lại cho các bạn ở đâu đó khoảng 21,5%, và khi quay trở lại đây thì đó là những cái vùng bạn chốt lời. Còn nếu các bạn muốn mua những cái cổ phiếu như KDH, có lẽ rằng là các bạn sẽ phải canh thêm khi nó test lại cái vùng 34,7 cho đến 35. Đấy, thì các bạn sẽ quay trở lại mua cái cổ phiếu như KDH thì các bạn có một nhịp lên đến vùng 39, các bạn chốt lời trong ngắn hạn và tối ưu hóa lợi nhuận, và sau đó có những cái cơ hội đánh trung hạn lên vùng 48 các bạn nhé. Wow, như vậy là chúng ta chuẩn bị đến với cổ phiếu thứ 10. Vậy thì cổ phiếu thứ 10 sẽ là cổ phiếu nào được khối ngoại quan tâm? Thì các bạn hãy cho dưới ITP một cái comment, chính là cái cổ phiếu Massan mình giới thiệu với các bạn. Đấy là nhóm cổ phiếu trong VN30 mà đang được khối ngoại gom rất là nhiều các bạn nhé. Và cổ phiếu Massan thì cũng giống như chia sẻ với các bạn thì nó cũng đang có những cái đà phục hồi từ đáy. Thì vùng đáy thì các bạn có thể thấy vào những thời điểm này, khi mà cổ phiếu Masan ở những cái vùng mà các cái nhà đầu tư trong trung hạn thì đang dần hạ được cái giá vốn, thể hiện giá cái trung bình của cái đường giao găm này đang càng ngày đi xuống và sẽ xoay ngang tích ngang ở quanh cái vùng này, thì các bạn sẽ thấy là cái vùng giá 72 chính là những cái vùng kháng cự trong 73 chính là những cái vùng kháng cự trong ngắn hạn. Thì các bạn sẽ thấy là mình đang chờ đợi một cái cơ hội nó bám mây đi lên, có cái eo ở đây các bạn vượt cái vùng mà 71 đi lên thì các bạn sẽ thấy lên đến cái vùng 72,8, 73 thì sẽ có những người chốt lời. Tuy nhiên là vào những cái cổ phiếu này, những người nhà đầu tư tin tưởng nắm giữ lâu dài thì các bạn sẽ thấy là họ, những nhà đầu tư lâu dài hơn vẫn đang kẹt ở vùng giá 100 và họ sẽ có nhu cầu là đi đi lại từ những cái vùng này các bạn. Khi mà các bạn có thể thấy được là các bạn có thể tham gia quanh tạo một vùng đáy quanh vùng giá 73 thì nó sẽ breakout và sẽ cho các bạn những cái lợi nhuận khoảng 36%. Cho nên là khi các bạn tham gia vào thì các bạn những cái cổ phiếu trụ thì các bạn cần phải có những cái dòng tiền lớn, NAV lớn hơn và cái độ kiên trì lớn hơn. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi những cái video của dự án ITP trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đây là 10 top 10 cổ phiếu mà sắp tới cũng sẽ là một xu hướng tăng rất là mạnh được khối ngoại gom hàng.
GITV chia sẻ với các bạn những cái điểm mua, điểm bán, những điểm kháng cự. Và nếu các bạn chưa hiểu được lý do tại sao các bạn nắm giữ và các bạn đang cần cơ cấu danh mục như thế nào, các bạn nhớ liên hệ với GITV qua số điện thoại 0708 245 247. GITV hiện tại đang hỗ trợ cho các khách hàng tại công ty chứng khoán SSI ID 2606 và có gửi các bạn các cái đường link ở tài khoản GEM, nơi công ty các bạn có thể sử dụng đòn bẩy trong ngắn hạn khi sử dụng những cái tín hiệu breakout, thì các bạn sẽ có những cái cơ hội tham gia ở công ty chứng khoán GEM và là một trong những cái thời điểm mà các bạn sử dụng mà tín hiệu breakout để hiệu quả nhất, đó là sử dụng cái đòn bẩy một cách hiệu quả. Nếu các bạn đã từng sử dụng thì các bạn có thể thấy được là với 1.500 mã cổ phiếu là sẽ được cung cấp margin từ 100 triệu, các bạn sẽ có 500 triệu sức mua. Các bạn trúng tài khoản, trúng sức mua và các bạn sẽ thấy được là chúng ta chờ đợi những tín hiệu breakout để chúng ta sử dụng. Và trước mắt thì chúng ta hãy mở tài khoản chứng khoán sử dụng app game để các bạn mở tài khoản các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được là các bạn liên hệ với GITV, các trợ lý sẽ hỗ trợ cho các bạn mở tài khoản cũng giống như sử dụng các hợp đồng phái sinh để chúng ta 4 triệu cho một hợp đồng để chúng ta sử dụng quen thuộc và thuần thục về cái app này thì các bạn mới sử dụng được trước khi chúng ta sử dụng cái hợp tác đầu tư với một cái tỷ lệ là 28, tức là bỏ ra 100 triệu thì chúng ta có 500 triệu để chúng ta giao dịch. Và các bạn hãy chờ những tín hiệu breakout, nơi mà lượng thời điểm các bạn sẽ sử dụng một chiến dịch lấy được rất nhiều tiền từ chiến lược breakout. Và để có những tín hiệu chiến lược như vậy thì các bạn hãy đồng hành cùng GITV mở tài khoản trên app game. GITV sẽ chia sẻ các bạn những app, các bạn vào những tín hiệu VIP của robot phái sinh, nơi mà đang mang lại cho các bạn rất nhiều cơ hội robot phái sinh các bạn nhé. Và những thời điểm này thì các bạn có thể thấy được là robot phái sinh tín hiệu của câu lạc bộ ITV hoàn toàn ở trên robot không, nên các bạn cũng không phải quá lo lắng vào những thời điểm này các bạn nhé. Nên khi các bạn tham gia thì các bạn sẽ có những cái đồng hành. Và hiện tại thì robot đang tiếp tục mở long ở cái vùng 1272.8 vào lúc 2:05 ngày hôm qua. Đấy, sau những cái pha chốt lời đó là mở long liên tục long các bạn nhé. Đấy, liên tục long và kiếm điểm mở long ở 1238 này. Đấy, chốt lời ở 1250 này, là tiếp tục là mở long ở 125 mở long ở 1258 này, chốt lời ở 1263 liên tục các bạn. Rồi liên tục là những lệnh long của robot liên tục. Đây là cái robot mang lại tín hiệu breakout, cho nên sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều cái cơ hội. Đừng bỏ lỡ những cái cơ hội mà các bạn có thể tham gia đồng hành với GITV khi các bạn chỉ là một trong những người nhắn tin về GITV trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày mùng 1 đầu tháng giao dịch hiệu quả và thành công. Và tháng 5 là tháng các bạn gom hàng để làm gì? Nằm ăn chứng khoán các bạn nhé. Và mình cũng đã chia sẻ các bạn rất nhiều điểm thời điểm của quá khi tại cái vùng 1157, 1179 là thời điểm các bạn gom hàng cổ phiếu và chúng ta bây giờ nằm chờ nó tăng thôi, đúng không ạ? Và GITV vừa chia sẻ các bạn. Và còn trong mỗi diễn biến của thị trường thì các bạn không thể bỏ lỡ những cái cơ hội trong cái tháng 5 này được, cho nên các bạn nhớ liên hệ với GITV thì chúng ta có cái cơ hội. Nếu nó quay trở lại được cái nhịp test ở những vùng 1224, 1230 thì các bạn có thể tham gia được. Đừng quên cho GITV một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi livestream tiếp theo.